Rời vùng đất Phát Phương Thọ Xuân, những vòng quay chậm rãi đưa chúng tôi trở về với vùng đất Thiệu Hóa, nơi dòng sông Chu gửi gắm hành trình 22 km trước khi hòa mình vào sông Mã để tìm về biển mẹ. Những đặc ân mà sông Chu ban tặng cho vùng châu thổ này tiếp tục được nhân lên với những bờ sôi ruộng mật, những cánh đồng xanh mút. Từ cầu Vạn Hà men theo bờ đê sông Chu, chúng tôi tìm về làng Nhiễu Hồng Đô thuộc xã Thiệu Đô, một làng nghề truyền thống nổi tiếng cả nước vài trăm năm nay. Sau nhiều thăng trầm thì giờ đây làng nghề dệt Nhiễu Hồng Đô đã và đang được sống dậy mạnh mẽ. Những vệt phù sa được phủ kín bởi màu xanh mướt mát của những bãi dâu sau cơn mưa khiến cho dòng sông Chu thật nên thơ và dịu dàng. Cái cảm giác thư thái thong dong theo chúng tôi suốt chặng đường này. Sau một thời gian dài nghỉ đông, tranh thủ thời tiết nắng ấm này, người nông dân ở Thiệu Đô bắt đầu đưa giống tằm xà nong. Cái này là nếu mà cho ăn nghèo nó là có nuôi tằm. Người nuôi tằm tuy không nặng nhọc nhưng vất vả như nuôi con mọn cả ngày lẫn đêm. Quả là đúng như câu nói dân gian được cha ông đúc kết: nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Cái nuôi tằm này thì nó có điều gì đặc biệt anh? Cái này là có khó không? Yêu cầu về kỹ thuật là ta phải chọn lá dâu, thiêu từng độ tuổi của con tằm. Độ tuổi con tằm, ví dụ khi tằm mới nở là hai cái lá dâu rất là nôn, rất là mềm. Người ta thái nhỏ cho nó ăn. Dạ vâng. Rồi sau đó đến cái tuổi 2 thì người ta hái cái lá cứng hơn cái lá tuổi 1 một chút. Dạ vâng. Nhưng còn đến tuổi 3 cũng thế. Thế còn đến khi mà tầm mà người ta gọi là đến thời kỳ ăn giỏi á, là ăn lên hả? Vâng, là ăn được hết tất cả các loại lá dâu cứng. Mà lúc đấy thì chắc là cái tần suất mình cho ăn nó sẽ nhiều hơn. Vâng, là nhiều, đúng rồi. Dạ vâng. Thế nên có cái với anh mới lý tầm, giải cái câu là tầm ăn như tầm ăn giỏi. Nuôi lợn thì ăn nằm nhỉ? Vâng. Nuôi tằm thì ăn đứng. Ăn cơm là khá là vất vả đúng không? Không quá khó để hỏi thăm đường đến nhà một người dân có công lớn trong việc giữ lửa cho một thương hiệu làng nghề lâu đời này. Từ xa chúng tôi đã nghe tiếng lách cách của con thoi, tiếng máy quay tơ êm êm, nhẹ nhẹ của những người thợ. Vào những ngày thời tiết khô ráo như thế này, người thợ ươm tơ phải làm việc liên tục. Ngày nay mặc dù đã có máy móc thay thế một số công đoạn sản xuất, nhưng công việc của những người ươm tơ vẫn vô cùng vất vả. Dưới sức nóng của nước sôi ở nhiệt độ hơn 100 độ C, những người thợ giống như những nghệ sĩ kiên trì, nhẫn nại, khéo léo và tài hoa để thu về những sợi tơ óng ả. Đây là cái tơ lúc mình đang phơi. À, cái này là tơ này là mình mới tháo ra, chưa là khô đây em. À, này chưa khô được. Đang phơi ạ. Cái này đang phơi. Những cái sản phẩm này thì mình chủ yếu mình xuất đi đâu hả anh? Cái này chủ yếu đây trong nội địa, mình đi Nam Định, à. Nam Định và Hà Bắc. Chứ còn mình có xuất khẩu được sang các cái nước không? Nếu này chất lượng này mà mình nếu như mà sau này mà có cái thiết bị máy móc hiện đại hơn, ý tưởng của mình của anh là có rồi, nhưng mà hiện nay là cái thiết bị máy móc của mình chưa có, cái vị trí sản xuất của mình cũng chưa, thế cho nên là đưa ra cung đoạn nữa là mình chưa làm được. Đấy là làm cho nó tinh hơn đúng không? Chắc tinh hơn. Em chia sẻ với anh điều này nhá, bọn em sang bên tỉnh Hồ Phan ở cái chợ Sầm Nưa ấy, bọn em đi làm kỹ sự sông Chu thì bọn em thấy rất là nhiều những cái cuộn tơ như thế này bán ở bên chợ Sầm Nưa, và khi mà bọn em hỏi những cái người mà bán hàng ở chợ Sầm Nưa ấy thì họ nói là cái này là ở Thanh Hóa đưa sang, và em nghĩ là Thanh Hóa thì là ở Thiệu Hóa mình thôi, và họ nói là cái sản phẩm này ở bên đấy thì có nhiều loại, ở Lào cũng sản xuất và ở Trung Quốc cũng sản xuất, nhưng mà người Lào thì lại rất là thích cái tơ tằm của Thanh Hóa mình. Khi mà mình thu mua về mình để ở đây hay là nhà mình nuôi luôn hả anh? Ở đây thì cái kén này thì chắc là mình cũng không thể sản xuất. Ông Lê Văn Tùng là những thế hệ cuối cùng được chứng kiến thời kỳ hưng thịnh của thương hiệu Nhiễu Hồng Đô.
Xưa kia những tấm nhiễu hồng đô mềm mại, bền đẹp được dùng để may phục trang cho gia tộc của các quan lại bùa chúa. Sản phẩm này còn được bán sang các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Lào, Thái Lan. Các thời các cụ lớn lên thì chắc là cái việc mà nuôi trồng rồi cũng như là ươm tơ dệt nhiễu thì nó sẽ khác bây giờ nhỉ? Vâng, cũng như thế này thôi cô ạ. Nhưng mà khi đó là các cụ làm theo cái nghề là thủ công thôi, không có điện. Dạ, vâng. Thế là quay bằng tay thôi. Đấy, xong rồi các cụ ươm ra tơ, xong rồi là các cụ lại tiếp tục là dệt ra tấm. Đấy, mà ở tấm ở đây là cái tuổi ngày xưa đó, là các cụ làm ra nhiều cái sản phẩm đẹp lắm cô ạ. Nhưng cho nên đến bây giờ là thanh niên nó bỏ mất đi. Cả làng Hồng Đô giờ còn duy nhất cơ sở dệt nhiễu gia truyền của gia đình anh Lê Viết Hạnh. Gia đình anh đã nhiều đời duy trì nghề dệt nhiễu. Mẹ anh Hạnh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề dệt nhiễu. Trong nhiều năm qua, với tâm huyết và quyết tâm vực dậy nghề dệt nhiễu truyền thống của quê hương đã bị thất truyền, anh Hạnh đã nghiên cứu, cải tiến công nghệ, sáng tạo các mẫu mã mới trên cơ sở ứng dụng các bí quyết của gia đình. Hiện tại, mỗi tháng với 5 khung dệt, gia đình anh Hạnh đã cung cấp được hơn 1.000 sản phẩm cho thị trường. Tầm mấy trăm khung nữa, ở nơi làng này, 4 năm thế thôi. Cái này thì người ta làm khăn nhỉ? Chủ yếu là làm khăn. Sau thời gian dài lụi tàn, giờ thì sản phẩm tơ và nhiễu Hồng Đô đã có thương hiệu độc quyền và chỗ đứng trên thị trường, sánh vai với các làng tơ lụa nổi tiếng trong nước như lụa Hà Đông, tơ Nam Định. Sản phẩm tơ nhiễu Hồng Đô còn được các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Lào, Campuchia ưa chuộng. Tiếp tục xuôi theo quốc lộ 47 khoảng 5 km, chúng tôi tìm về làng nghề chè Đông thuộc xã Thượng Trung, huyện Thiệu Hóa, một làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng cả nước. Vùng đất kẻ dị kẻ chè này cũng là quê hương của những danh nhân nổi tiếng như Trấn Quốc Công, Bộc Xạ Tướng Công Lê Lương, người coi việc quân lương thời Tiền Lê, nhà sử học Lê Văn Hưu thời Trần. Bia cổ. Bia cổ. Cái văn bia đặt tại mộ cụ Lê Văn Hưu từ thời xưa. À, nghĩa là nó bị thời gian nó bào mòn thì khá là nhiều nhỉ? Nó nhưng mà bào mòn đến một góc bên, một góc bên này chữ bên này vẫn đọc được. Vẫn đang còn. Thế là khi mà tôi đã giống như các làng nghề đúc đồng trong cả nước, làng chè Đông cũng thờ vị tổ sư nghề đúc đồng là Đức Thánh Khổng Minh Không. Từ thời vua Tự Đức từ năm 1848 đến năm 1883, dân phường đúc đồng chè Đông lập đền thờ Thánh Khổng Minh Không ở giữa làng. Giờ thì ngôi đền vẫn còn khá nguyên vẹn như một minh chứng cho bề dày lịch sử của làng nghề chè Đông. Bước chân vào làng nghề, chúng tôi nghe tiếng lửa kêu lách cách, tiếng đục đẽo rộn ràng khắp ngõ xóm. Xưa kia, các sản phẩm gia dụng thủ công mỹ nghệ của làng chè Đông được ưa chuộng khắp nơi trong cả nước. Nhiều sản phẩm được bán ở Lào, Thái Lan. Nhiều người thợ lành nghề đã được mời đi đúc tượng đồng tại các cung vua phụ chúa. Chúng tôi đến cơ sở đúc đồng Đạo Thúy của gia đình anh Lê Minh Đạo. Đúng một lúc những người thợ đang tiến hành công đoạn nấu đồng đổ vào khuôn đúc trống. Đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi sức khỏe, sự nhanh nhẹn và chính xác. Là chủ cơ sở nhưng cũng là thợ cả nên anh Đạo phải thao tác rất nhanh gọn và dứt khoát ở công đoạn đổ đồng vào khuôn. Ngay sau khi xong công đoạn đổ đồng, bất chấp sức nóng hầm hập tỏa ra, những người thợ phải dỡ khuôn ra ngay để tránh cho sản phẩm bị nứt. Đúc xong mình đổ đồng vào cái khuôn này thì tại sao không để cho nó nguội rồi hãng lấy đào, bây giờ thì mình lại phải dỡ ra luôn ạ? Mình phải đào nhanh, bởi vì là cái đồng khi mà nó đang lỏng mà khi nó co, nó nguội, nó co lại thì nó cái cốt nó không co thì nó sẽ dạ bị vỡ. À thế ạ? Nó tự xé ra. Thế làm cái này thì đòi hỏi phải rất là nhanh, cái công đoạn nhất là công đoạn cuối này.
đoạn này là công đoạn gì trong cái đúc cái trống đồng này nhỉ? Đắp khuôn gì ạ? Đắp khuôn đấy ạ. Dạ vâng. Ngày nay một số công đoạn sản xuất của làng nghề chè Đông đã được hỗ trợ bằng máy móc. Tuy nhiên hầu hết các công đoạn như làm khuôn, nấu nguyên liệu, đổ đồng, làm nguội vẫn cần bàn tay trực tiếp của con người. Việc chế tác đồng cơ bản vẫn theo phương pháp thủ công truyền thống, cha truyền con nối qua nhiều thế hệ. Với những nghệ nhân làng chè Đông, sản phẩm của họ không chỉ là hàng hóa mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Họ đã mang tài năng, sáng tạo và tâm huyết vào từng sản phẩm. Bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làng chè Đông đã lập nên rất nhiều kỳ tích, như đúc những chiếc trống đồng có kích thước kỷ lục theo phương pháp thủ công. Có chiếc trống trọng lượng lên tới 8 tấn, chiều cao 2 mét và đường kính mặt 2,7 mét. Rời làng đúc đồng chè Đông, chúng tôi xuôi theo dòng sông Chu để về vùng đất ngã Ba Đầu, nơi sông Chu hòa vào sông Mã, thuộc địa phận xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Trên đoạn sông này có một làng chài tên là Giang Thanh. Ông Trần Văn Thịnh năm nay đã ngoài 80 tuổi, là người từng chứng kiến những ngày tháng phát triển thịnh vượng của làng chài Giang Thanh, sau này là hợp tác xã vận tải đường sông Thủy Cơ. Thứ hai, những cái năm sôi động nhất của cái nghề vận tải Thủy Cơ ấy thì là những năm bao nhiêu, và hồi đấy thì cái hoạt động vận tải trên cái dòng sông này thế nào? Chống Mỹ. À, chống Mỹ ạ. Và chống Mỹ. Dạ vâng. Nhiều nhất là chống Mỹ. Chống Mỹ ạ. Thế là sẽ có mà một... còn cái cô báo cáo như này, còn cái số mà như ông đĩa ra tôi thì là chống Pháp, à, Điện Biên Phủ. À, Điện Biên Phủ. Vâng. Là nhiều nhất là Điện Biên Phủ. Dạ vâng. Vâng. Thế là vận tải cái hồi trong chiến tranh đấy thì cái vận tải gạo của mình sẽ là từ vâng. đây lên đến đâu không? Lên Cẩm Thủy. Lên đến Cẩm Thủy ạ. Vâng. Làng chài đã từng vang bóng một thời ở ngã Ba Đầu, giờ cũng tan tác. Đấy, thả đây đó. Thì đây là nguyên cái khu đây đó. Cái khu thôn Giang Thanh đây đó. Vâng, không ai lộn vô đây mà. Số ít người dân đã được định cư trên bờ và sống bằng nghề làm thuê cho các thuyền hút cát. Tuy nhiên vẫn còn tới 37 hộ tiếp tục sống lênh đênh sông nước, mưu sinh chật vật bằng nghề chài lưới. Tại khu vực ngã Ba Đầu có một ngọn núi nhỏ tên là núi Vồm. Dưới chân núi Vồm có một ngôi chùa cùng tên. Tương truyền xa xưa, đây là ngôi miếu cổ thờ thần mặt trời theo tín ngưỡng đa thần của người Việt cổ. Đến cuối thời Hậu Lê năm 1460 mới được xây dựng thành chùa để thờ Phật. Núi Vồm có tên chữ là núi Bản A, trung tâm của Bản A Thập Cảnh, tức là đứng từ nơi này có thể chiêm ngưỡng được 10 cảnh đẹp của xứ Thanh. Với vị trí đặc biệt ấy, núi Vồm từ xa xưa đã lưu dấu bước chân nhiều bậc thi nhân vua chúa. Khánh Đồn Tiền Đại Khánh Sơn, Sơn Tiền Tuấn Bích Khải Thiền Quan. Khải Thiền Quan. Chúa Trịnh Sâm thì đã từng đề thơ trên vách đá ở đây, nhưng bây giờ cái di tích đấy nó không còn nữa. Thì trước kia thì lớn lên anh có nhìn thấy cái di tích đấy không? Đứng trên đỉnh núi Vồm, chúng tôi mới cảm nhận hết được vẻ đẹp đến nao lòng của vùng đất Lương Mã Song Phàm, với những dãy núi trùng sơn kỳ vĩ như Khánh Bằng Liệt Chướng, Thạch Tượng Dục Hà, Lĩnh Quy Bí Thủy,
soi bóng xuống dòng Chu Giang. Hai người Việt cổ thì trên đấy có cái gì anh? Hai người Việt cổ thì trên đó chỉ có là các cái tảng đá, là có bàn chân tin và hai người Việt cổ, mà hai người Việt bàn chân tin hôm trước ta đã đi. Theo chân anh Lê Văn Ước, cán bộ xã, chúng tôi đến di tích bàn chân tiên dưới chân núi Đỏ mà người xưa gọi là Lĩnh Quỳ Bí Thủy. Nơi đây là khu vực mà các nhà khảo cổ học đã từng khai quật và thu thập được nhiều mảnh tước bằng đá của người Việt cổ. Hàng người Việt cổ. Số đoàn chuyên gia của Liên Xô cũ á. À. Xô nó về đây mà thì cứ thuê người dân đây đang đào cái đào một cái hố sâu khoảng bao 40-50 phân đấy. Vâng. 40-50 phân cứ đào cứ để đó, không biết người ta nghiên cứu cái gì. À. Xong người ta thu thập được một số cái mảnh tước đá, vâng, các vâng. Cái rìu. Vâng. Rìu. Cái đấy thì bây giờ đang trưng bày ở cái bảo tàng văn hóa có. Ở đây thì có còn cái di tích gì nữa không ạ? Ở đây ngoài đây còn cái về cái chùa, à, cái hang người Việt cổ trên. À, ta có lên được đấy không anh? Lên lưng đỉnh núi lên cái hang người Việt cổ thì xa lắm. Nếu mà leo thì đi hết một vòng đấy khoảng 2 tiếng. Dựa vào loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ đá được khai quật ở chân núi, các nhà nghiên cứu cho rằng núi Đỏ từng là xưởng chế tác công cụ của cư dân sơ kỳ thời đại đá cũ, có niên đại cách nay khoảng 30.000 năm. Điều này chứng tỏ vùng đất ven sông Chu đã từng là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Trong suốt hành trình dài hơn 325 km từ thượng nguồn về đây, dòng sông Chu nên thơ và hùng vĩ đã dâng hiến cho cư dân các quốc gia Lào, Việt Nam những cánh đồng chủ phú, tạo tác nên những giá trị văn hóa lịch sử vĩ đại, trường tồn mãi với thời gian. Và từ ngã ba đầu này, dòng sông Chu bắt đầu hợp lưu vào sông Mã để tìm về biển mẹ bao la. Trước khi chia tay dòng sông Chu yêu thương và đầy tự hào, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ôn lại hành trình dài đầy gian khổ, hiểm nguy với rất nhiều cung bậc cảm xúc của đoàn làm phim trong phần cuối cùng của ký sự xuôi dòng sông Chu. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phú Thắng 157 Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa chuyên điều trị các bệnh lý về thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, đau đầu thần kinh tọa, đau cột sống lưng, sống cổ, đau khớp vai, kết hợp châm cứu, bấm huyệt, cấy chỉ, giảm mỡ bụng, xông hơi ngâm sục bằng bài thuốc bí truyền của người Dao Đỏ. Phú Thắng, nơi tái sinh năng lượng, khơi nguồn sức khỏe.